Bu bu đi nhổ răng. Mẹ dẫn Bu Bu đến nha sĩ để nhổ răng. Lúc ngồi đợi, bỗng Bu Bu nghe một tiếng la lớn từ bên trong. À, cứu tôi với! Bu Bu giật mình, lo sợ, nghĩ: nhổ răng chắc là đau lắm, mình phải trốn mau thôi. Nhân lúc mẹ không để ý, Bu Bu lẻn chạy ra ngoài. Khi mẹ lấy xong số thứ tự thì thấy cô y tá Đà Điểu đang phê bình tê giác con vừa nhổ răng xong. Sao con lại mang rắn vào phòng khám hả? Làm cô sợ hết hồn, lần sau không được làm thế nữa nha. Nhìn không thấy Bu Bu đâu, mẹ liền chạy ra ngoài tìm. Mẹ phát hiện Bu Bu đang trốn ở đằng sau gốc cây to. Bu Bu, con đâu rồi? Bu Bu, con làm gì ở đây vậy? Trong đó đáng sợ lắm, con không muốn vào đâu. Con sợ cái gì nào? Con nghe có tiếng người kêu cứu. Mẹ ơi, nhổ răng chắc là đau lắm phải không? Vừa rồi là do cô y tá nhìn thấy một con rắn, sợ quá nên hét lên, chứ không phải bệnh nhân bị đau la lên đâu. Thật không hả mẹ? Đương nhiên là thật rồi, nhổ răng không có gì đáng sợ cả. Đi vào với mẹ nào. Đến lượt Bu Bu, nha sĩ chim cánh cụt đi ra mỉm cười hỏi: tên con là gì? Dạ, Bu Bu ạ. Nha sĩ chim cánh cụt nhấc Bu Bu lên ghế và nói: tên của con rất hay, nào ngồi lên đây, một tí là xong thôi. Trên đường về, mẹ khen Bu Bu: Bu Bu, con rất dũng cảm, khi về nhà mẹ sẽ kể cho ba nghe chuyện hôm nay con dũng cảm thế nào. Bu Bu tha thứ. Hôm nay chủ nhật, dì Út cho bé Kiki sang chơi với Bu Bu. Chào anh Bu Bu. Chào Kiki. Kiki nhìn thấy chú cá vàng đang bơi trong hũ. Ôi, cá vàng đẹp quá. Ừ, anh mới mua đấy. Chắc nó đói lắm. Bu Bu đi lấy đồ ăn cho chú cá cưng. À, nó đớp mồi kìa. Mình đi thay nước cho cá đã. Em giúp anh nha. Anh Bu Bu, cá nhảy ra ngoài rồi kìa. Cẩn thận, bắt nó lại mau. Bu Bu cố chụp, nhưng con cá quẩy đuôi lọt xuống cống. Thôi mất tiêu rồi. Em xin lỗi, tại em vô ý quá. Bà cũng giúp Bu Bu tìm cá vàng nhưng không được. Bắt đền đi. Bu Bu, bà biết là con rất buồn, nhưng Kiki lỡ tay mà, con tha thứ cho em nha. Con không thể giận em mãi được. Con đâu muốn thế. Bạn bè biết chuyện buồn của Bu Bu, thỏ hỏi: thế Kiki đã xin lỗi bạn chưa? Có, nhưng xin lỗi thì được gì chứ. Bu Bu nhớ lại có lúc mình cũng làm những việc không tốt như lỡ làm gãy bút chì của bạn mèo, quên hẹn với gấu con. Những lúc ấy nói lời xin lỗi thật không dễ, nhưng tha thứ còn khó hơn cả xin lỗi nữa. Buổi tối Bu Bu đang ngồi vẽ hình chú cá thì có tiếng gõ cửa. À, bạn Thỏ. Mình có quà cho cậu này. Ôi cá vàng, cậu có thích không? Đẹp quá. Bu Bu cảm ơn Thỏ rồi nắm tay Kiki. Tối nay anh em mình ngủ chung nha. Bu Bu, anh thật dễ thương. Bu Bu thương em. Bu Bu à, con trông em giúp mẹ tí nhé, để mẹ đi nấu cơm. Mẹ ơi,
em khóc rồi, em không chịu chơi với con nữa. Chắc là em đói bụng đó, để mẹ đi pha sữa cho em nha. Em đừng khóc nữa, em sắp được bú sữa rồi. Có sữa rồi đây. Mẹ ơi, con cho em ăn được không? Được con à, nhưng để mẹ bế em ngồi lên đã. Bù bù, con phải nghiêng bình sữa nhiều hơn nữa. Em uống từ từ thôi, kẻo sặc đấy. Giỏi quá, em đã bú hết bình sữa rồi nè. Mẹ cho em ở, rồi con chơi với em nha. Mẹ ơi, em vẫn còn khóc nhè, hay là em muốn chơi xe lửa với con? Có lẽ em đã buồn ngủ rồi. À, con có ý này. Nến đây, anh cho em ở gấu cưng của anh nè, nhưng chỉ hôm nay thôi nha. Mẹ ơi, em ngủ rồi, em ôm gấu cưng của con. Bu bu, hôm nay con thật là ngoan. Bu bu giúp mẹ. Trong lớp, cô giáo hỏi các bé: ở nhà các con giúp mẹ làm việc gì nào? Thưa cô, học xong con biết tự xếp sách vở gọn gàng ạ. Bé Thỏ ngoan, con giỏi lắm. Thưa cô, con biết tự ăn một mình ạ. Ồ, bé Mèo ngoan lắm. Còn Bu Bu, con biết làm gì giúp mẹ nào? Thưa cô, con chưa biết ạ. Bu Bu, con phải cố gắng lên nha. Dạ. Mẹ nhiều việc lắm, học xong mình sẽ tự tắm thôi. Mẹ thường dùng khăn trắng và xà phòng, phải kỳ cọ cho thật kỹ. Ồ, mát quá, thích quá à. Bu Bu, mẹ xong việc rồi, con ra đây mẹ tắm cho. Mẹ ơi, con đã tắm rồi. Để mẹ xem con tự tắm có sạch không nha. Mẹ nhanh tay chân con nè, sạch sẽ và thơm tho chưa? Ừ, Bu Bu của mẹ thơm quá, con ngoan lắm.